kênh liên đại ngàn nơi ta đó. Tiếng gió vi vu mát lòng người, ai về kênh liên quê ta, núi cao và nhiều lời ca. Ai về kênh liên quê ta, nắng tràn trái nhẹ dãy đồi hoang. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Sơ Minh Long. Tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất vùng cao kênh liên này. Thưa các bạn, mảnh đất vùng cao kênh liên này có rất nhiều điều thú vị, đặc sắc và hấp dẫn đang chờ đón các bạn khám phá. Vậy thì các bạn hãy theo chúng tôi để cùng nhau khám phá nha. Kênh Liên là một xã vùng cao của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Vì là một xã vùng cao nên nơi đây có khí hậu rất mát mẻ. Địa hình chủ yếu là đồi núi. Vì vậy, kênh Liên đã được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan xinh đẹp và hùng vĩ. Có rất nhiều cảnh đẹp ở nơi đây, nhưng tiêu biểu phải kể đến thác Hà Dứa, núi Ông, núi Bà, Cổng Trời, Dốc Dài, Hồ Cánh Tiếng, Dốc Đá và còn rất nhiều cảnh đẹp khác. Kênh Liên là nơi sinh sống của đồng bào Ba Na và là một vùng đất anh hùng. Dù đã trải qua ba cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước, tuy vậy vùng đất này vẫn giữ được cho mình những nét đẹp truyền thống. Nét đẹp truyền thống của đồng bào Ba Na Kênh Liên rất phong phú và đa dạng. Nổi bật là những lễ hội lớn như lễ hội đâm trâu, lễ hội mừng lúa mới, là dịp để bà con trong buôn làng cùng nhau nhảy những điệu xoang truyền thống trong tiếng vang của cồng chiêng nơi núi rừng đại ngàn, mặc những trang phục mang đậm bản sắc của đồng bào Ba Na nơi đây. Không chỉ có những lễ hội mà đồng bào Ba Na ở Kênh Liên còn giữ cho mình những cái nghề truyền thống đã có từ lâu đời như dệt thổ cẩm, đan lát gùi, vân vân. Nói đến Kênh Liên, không thể không nói đến ẩm thực đặc sắc mang đậm bản sắc của Ba Na như món lá mì hay còn gọi lá sắn, món ốc đá, món rau dớn, heo đen. Và một thứ không thể thiếu đó chính là rượu cần. Rượu cần có mặt ở mọi nhà, mọi lễ cúng, mọi lễ hội lớn nhỏ. Từ trang phục đến ẩm thực và rượu cần, cả tiếng cồng chiêng là những thứ không thể thay thế của đồng bào Ba Na. Nó như tiếng mẹ đẻ ngọt ngào, du dương nhưng đậm bản sắc, là cái hồn của đồng bào. Vâng, thưa các bạn, nếu các bạn muốn hòa mình vào những lễ hội để cùng nhau nhảy múa những điệu xoang truyền thống, để đắm mình trong những tiếng cồng chiêng vang khắp đại ngàn, hay muốn thưởng thức những món đặc sản như lá mì, ốc đá và thưởng thức rượu cần, hoặc đơn giản là chỉ để ngắm những cảnh đẹp nơi núi rừng đại ngàn, thì các bạn hãy đến Kênh Liên, nơi luôn có những người đồng bào thân thiện và mến khách. Chào tạm biệt các bạn.